Rồi, ok, sẵn đây tôi sẽ hướng dẫn cho chúng ta đăng ký lớp hội viên theo từng cái cấp độ nha. Để có những bạn mà chúng ta đăng ký cấp độ thấp và chúng ta xem những cái video cấp độ cao thì không thấy được. Đó. Trừ khi nào các bạn đăng ký cái hội viên cấp độ cao thì các bạn mới xem được cái hội viên cấp độ thấp. Ví dụ như ở trong đây những cái bài mà tôi giảng nó gồm có những cái thời gian, ví dụ như là những cái video nào đó mà thời gian nó dưới 30 phút là tất nhiên đó là cấp độ thấp ha, cấp độ thấp. Ví dụ như ở đây tôi có những cái dòng Vega, tôi sửa Vega như thế này. Ở đây là các bạn nhớ chú ý nè, nếu mà chúng ta dành tiếng Anh thì chúng ta qua tiếng Việt ha. Ở đây nè, video dành cho các bạn thành viên của kênh này ở cấp độ là video Vega nâng cao ha, video Vega nâng cao này đó. Thì khi mà các bạn tham gia đó thì ở đây có những cái gọi là gì, cái cấp độ video này, ví dụ như là video PC nâng cao này, Vega nâng cao, tất nhiên đó thì bạn chọn phải đúng ha, chúng ta phải chọn đúng đó, chọn đúng thì các bạn mới xem được đó. Ví dụ đây là cái video mà dưới 30 phút đó. Coi những cái video, những video là ví dụ như là tôi lấy ở đây là hội viên đây, video đây các bạn này thấy nha, như PC này đi, PC này 22 phút đó, thì ở đây các bạn nhớ là này, video laptop nâng cao, tất nhiên là các bạn phải chọn cái mức hội viên nó phải tương xứng với cái quyền của video thì chúng ta mới xem được ha. Đó, thì các bạn phải chọn như đây đó, video laptop nâng cao. Bạn chọn cái quyền hội viên này thì các bạn mới xem được những video quyền hội viên phía dưới đó, cho nên chúng ta chú ý. Rồi ví dụ như những cái bài mà tôi quay là trên 1 giờ thì đó là các bạn nên nhớ chú ý cái chỗ đó là gì, lớp Vega này, lớp học Vega đó, thì chúng ta phải chọn đúng cái video, cái hội viên của lớp học Vega đó, các bạn nhớ ha. Còn khi mà các bạn chọn đến video này nó về cái chi phí học phí mà các bạn mà chọn đó cao đó, thì các bạn liên hệ ha. Khi mà các bạn chọn ở đây thì các bạn có thể là đăng ký lớp phân quyền được rồi đó, chúng ta không cần phải tham gia hội viên trên đây. Cái hội viên thì từ lớp MacBook trở về trước thì các bạn đăng ký ha. Ví dụ như lớp MacBook là được quyền xem tất cả những video lớp laptop nâng cao, ghế nâng cao và PC nâng cao đó, không xem được lớp học sửa chữa laptop PC Vega, nhớ nha. Còn video laptop nâng cao thì cái hội viên này các bạn chỉ xem được phía dưới đó là Vega nâng cao và PC nâng cao, các bạn không xem được là lớp học MacBook. Tương tự như vậy thì cái lớp Vega này, các bạn chọn cái lớp Vega này thì các bạn xem được cái lớp PC nâng cao, mà các bạn không thể nào xem được là lớp laptop nâng cao hoặc là MacBook hoặc là học sửa laptop PC Vega đó. Cấp độ trên sẽ cao hơn cấp độ dưới thì các bạn xem được ha. Nhớ rồi, những ví dụ như những video mà 1 giờ thì đương nhiên nó cao rồi, chúng ta nhớ chú ý á. Đây lớp laptop nâng cao đó, 11 là lớp laptop nâng cao đó, giờ laptop này. Rồi đó là về một số mà chúng ta cách thức mà đăng ký hội viên nha các bạn, chúng ta nên chú ý ha.